Đứa em trai vô dụng phần 2. Ai cũng bảo chiều em quá, kiểu gì nó cũng hư hỏng. Cái này thì không hề đúng với em mình nhá. Chắc là mọi người còn nhớ cái máy massage hơn chục củ nó mua tặng mẹ nhân ngày của mẹ đúng không? Và từ đó là mẹ mình cưng nó lắm ấy. Hôm nay lại thấy nó ra nhận hàng, mình cũng nghi nghi rồi. Vào là thấy tặng mẹ liền, cũng là hàng của Toshiko. Nhỏ mà biết tặng quà mẹ thế này thì có được coi là hư hỏng không? Unbox xem nó tặng mẹ cái gì nào. Ai da, máy massage mắt Toshiko M3 cơ. Chắc là nó thấy mẹ mình dạo này hay kêu nhức mỏi mắt nên nó mua tặng mẹ đấy. Lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa ABS, bên trong phần tiếp xúc với mắt là lớp vải caran cực kỳ mềm và mịn. Khi massage sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nó có thể gấp gọn gàng cùng 5 chế độ rung và tạo nhiệt, giúp phục hồi tổn thương mắt được sâu hơn, đặc biệt là với những người mất ngủ. Máy có chế độ phát nhạc thư giãn, giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn. Có Toshiko chăm sóc từ cơ thể cho đến tâm hồn thì còn gì tuyệt vời bằng. Bố mình thấy lạ lạ nên cũng đòi thử. Và thật sự là đứa em mình đáng đồng tiền bát gạo đúng không mọi người? Nhưng mà vẫn không biết mua máy có màu hồng. Tổng kết sản phẩm 9 điểm nhá. Nhưng mà chuyện sẽ không có gì cho đến khi mình vào kiểm tra ví. Ủa, thiếu mất hơn một củ. Là sao nhỉ? Sao mẹ vẫn vắt nước cam một cái này? Thì cái máy ép chậm trước con mua đâu? Máy đấy làm gì có vắt được cam? Ừ nhờ, đúng là máy hôm trước không vắt được nước cam thật mọi người ạ. Mà với một người mê nước cam như mẹ mình thì chắc chắn là phải mua thêm máy mới rồi. Đây là máy ép chậm 3:1 của Keeper. Ép hoa quả, làm kem hay vắt cam cũng cực kỳ đơn giản. Cách lắp đặt thì siêu dễ dàng luôn nhá. Máy ép bình thường thì phải cắt nhỏ táo, nhưng em này thì nửa quả, thậm chí cả quả cũng không thể vấn đề. Lực máy rất khỏe, chỉ vài giây thôi là nước ra đằng nước mà bã ra đằng bã nhá. Kiệt cứ gọi là đến 97%, đặc biệt là những người ghét hạt dưa hấu như mình thì đây là chân ái rồi. Sau khi ép dưa hấu, hạt dưa được lọc riêng theo phần bã, mà các đứa ép dưa hấu thì siêu ngon lành này. Úi giời. Làm kem bằng những miếng xoài đông đá thì cũng siêu siêu dễ dàng luôn. Và quan trọng hơn cả là nó vắt được nước cam cho mẹ mình nhá. Nó vắt kiệt đến nỗi không còn một tép cam nào mọi người ạ. Một bên là cách ép truyền thống và một bên là ép máy này. Kiệt thực sự mọi người ạ. Hè này mà có cốc nước cam ép thì quá tuyệt vời. Nhưng mà không có màu hồng. Tôi có sản phẩm 9.9 điểm nhá. Dừng lại. Bố làm gì này? Uống cà phê. Ôi giời ơi, suốt ngày chè với cà phê thế này thì răng miệng làm sao mà khỏe được. Đấy, hôm trước con mới tẩy trắng răng cho, giờ lại vàng khe thế này. Màng bám mà tích tụ lâu ngày, có ngày bố rụng hết răng đấy. Thôi thì uống cà phê cũng được, nhưng bố phải dùng men trắng răng này nhá. Có thể dùng như kem đánh răng hàng ngày luôn. Mà vừa hay kem đánh răng thường ngày của mình cũng hết. Và đây là men trắng răng Kagami Adera, dành cho những ai muốn có hàm răng trắng nhanh chóng, sạch cao răng, ngừa màng bám. Bố uống cà phê cũng được, trà cũng được, nhưng phải dùng men trắng răng này thường ngày. Thành phần chủ yếu là cà phê xanh nên đánh răng thì không hề buốt, không khô miệng. Đánh xong thì hơi thở cũng dễ chịu hơn. Ấy à, đánh có một lần cũng khá là sạch và trắng rồi này. Mình sẽ thay luôn vào đây để cả nhà cùng được dùng. Mới có ngày thứ hai thôi mà bố mình còn mê dùng hơn cả mình này. Mình cũng mua hẳn mấy tuýp để mang lên Hà Nội mình cũng được dùng. Và đây là ngày thứ bảy, mình cũng hào hứng xem thành quả như thế nào. Ôi, răng trước và sau của bố mình đây này, lên tông rõ luôn nhá các bạn. Nói chung răng cứ trắng là auto đẹp trai rồi. Tới với sản phẩm 4.9 sao nhá. Nào, mất hết rồi. Mất gì? Mất hết chó rồi mà hãy cùng ngồi đây ạ. Mất chó. Chó này đâu? Thôi đấy, mày ở nhà đấy. Ai trộm chó nhà mình thì trả đi chứ. Con chó con cũng bắt được, đợi lớn lớn lên rồi bắt không được à? Ở xóm nhà mình mấy nhà mất chó rồi đấy. Nhà bạn nào mà an ninh không tốt chắc chắn cũng nên sắm thêm một chiếc camera góc rộng như thế này để an toàn hơn nhá. Đây là camera 360 độ của Teta. Và vì sao mình chọn nó? Đầu tiên là chất lượng hình ảnh khá nét, app sử dụng thì hoàn toàn là tiếng Việt, rất dễ dàng. Khả năng phát hiện chuyển động và bám đuổi người lạ khi nhà bị đột nhập, đồng thời gửi thông báo đến chủ nhà hoặc là đặt chuông cảnh báo để trộm sợ, kể cả là ban đêm cũng soi rõ mặt luôn ấy. Nhà ai mà có trẻ em thì dù đi làm vẫn có thể biết con cái đang làm gì, hoặc có thể là đàm thoại hai chiều để nhắc nhở con cái học tập hay vui chơi, hoặc có thể là một vài lời khuyên cho trộm. Con chó nhà mới mất anh trai ơi. Dữ liệu thì được lưu trữ ở trên đám mây hoặc là thẻ SD ở vị trí này nhé. Vì là góc quay 360 độ, thế nên là mình sẽ đặt nó ở đây để có thể quan sát cả sân vườn và cả đám chó nhà mình nữa. Thương thật mọi người ạ, mới hôm qua còn ở đây mà giờ đã bị bắt rồi. Trộm nhà ai thì chừa nhà mình ra nhé. Có em camera wifi này thì giờ nhà mình yên tâm rồi. Tổng kết sản phẩm 9/10 nhá. Nỗi kinh hoàng khi ở nhà. 12 giờ trưa cắt điện mọi người ạ. Trời thì nắng nóng như này mà quê mình ngày tới tận 20 lần cắt điện. Cực nhất là bố mẹ mình ngày mùa thì phơi tóc đã mệt rồi lại còn mất điện, đúng là kinh hoàng thật mọi người ạ. Và để bố mẹ mình đỡ cực nên mình quyết định sắm một chiếc quạt tích điện. Mình thề đây có lẽ là chiếc quạt nhẹ gọn, ít phụ kiện và dễ lắp nhất trong các loại quạt mà mình từng biết đấy. Thấy không ạ? Rất là dễ lắp đặt luôn. Đây là quạt tích điện SmartMe Gen 2S, một sản phẩm cực kỳ tiện dụng cho ngày hè nóng bức. Con tặng mẹ cái quạt này nhá. Làm gì có điện mà mày mang cái quạt thế làm gì? Đây là quạt tích điện mẹ ơi, có cần điện lưới đâu. Con bật quạt cho mẹ xem này. Mẹ có thể dùng điều khiển hoặc kết nối điện thoại thông minh với app Mi Home qua Wi-Fi hoặc là Bluetooth. Sau đó mẹ có thể chỉnh góc quay, tốc độ quay, chế độ tiết kiệm điện, pin lên tới 2800 mAh nên mẹ có thể dùng tới tận 12 tiếng vẫn rất là ok. Hoặc có thể dùng phím bấm ở phía sau quạt, mà đặc biệt là quạt chạy rất êm, gần như là không có tiếng ồn. Mình thề với các bạn luôn là có chiếc quạt này dù có mất điện thì giữa trưa nắng mình vẫn có thể cho mẹ mình một giấc ngủ ngon lành này. Tổng kết sản phẩm 4.99 sao nhá. Anh dám cạo sạch râu của bố? Cái gì? Cạo sạch râu của bố mình á? Khó đấy, nhưng mà chấp nhận thử thách nhá. Bố, thử thách cạo râu. Râu đáng nuôi. Đây. Chứ chắc là giòn nữa. Chị đây. Ai?
Bố mình dễ dụ thật mọi người ạ. Nhưng mà râu của bố mình to và rất cứng nên mình sẽ dùng máy cạo. Đây là máy cạo râu Pore PF197, nhỏ gọn và rất tiện dụng trong tầm giá. Phần lưỡi dao đàn hồi giúp ôm sát mặt khi cạo râu. Chỉ cần bật công tắc và ấn phần lưỡi dao vào sát khuôn mặt vài giây thôi là sạch lắm luôn này. Lại cực kỳ sát chân nữa. Có thể tháo lắp vệ sinh dễ dàng bằng chổi cọ hoặc là rửa nước vẫn thoải mái vì có khả năng kháng nước IPX6 đấy. Bố mình tự dùng cũng cực kỳ đơn giản. Vài đường là sạch bóng luôn này. Ưu điểm khi dùng máy với người lớn tuổi là không đau rát, không xước mặt như dùng lưỡi dao bình thường. Nên cái này mà làm quà tặng người lớn thì đúng bài luôn. Bên cạnh còn có lưỡi bấm nhỏ có thể dùng để bấm mai nữa. Mà công nhận đàn ông mà râu ria sạch sẽ thì auto đẹp trai đúng không? Còn cái phần này thì mình phải để lại, chứ cạo là tình nghĩa bố con chắc không bền đâu. Tổng kết sản phẩm: nhỏ gọn, tiện dụng, rất đáng mua, 4,5 sao nhá. Nhưng vấn đề mẻ nó có vỡ không? Té thôi. Hôm nay ta phải chơi từ bên. Cái gì? Mình không hiểu tại sao review cái cường lực lại phải bẻ nó ra làm cái gì? Cường lực bẻ khó vỡ không có nghĩa là cường lực tốt đâu nhá. Mà cũng chẳng bao giờ có cái điện thoại cong mà cần phải đến cái cường lực bẻ cong không vỡ nữa. Tét vơ tét vẩn. Mà muốn test như thế nào cho đúng ấy thì phải mua về cái đã. Phải công nhận là quả cường lực này ảo ma Canada thực sự ấy. Thiết kế khuôn vừa khít các dòng máy, chỉ cần ấn khuôn vào máy, kéo lớp giấy vàng ra, thế là dán cường lực xong luôn này. Dễ thế này thì thôi mới không dán cường lực, bỏ nghề đi là vừa. Phủ nano nên cứ gọi là mướt mượt mượt này. Mà mình cũng không biết phải gọi là cường lực hay là thớt nữa, bởi vì thái rau hay là băm cũng không một vết xước nhá. Cường lực bình thường thì rất hay vỡ viền. Còn em này thì sao ạ? Bóc hết phim bảo vệ rồi nhá. Ui giời ơi, lon rách, cường lực không xi nhê gì nhá, kể cả là cạnh bàn còn nguyên xi. Thế này thì có mà vỡ vào mắt. Cuối cùng thấy không ạ, còn nguyên này. Tổng kết sản phẩm 9,5 điểm nhá. Giá rẻ, dễ dán, siêu bền. Nếu muốn sắm thì ở phần TikTok shop nhá. Lần đầu tiên tập bơi của hai anh em mình sẽ như thế nào? Gần 30 tuổi rồi mà có biết bơi đâu. Thế nên để không bị quê, mình đã sắm ngay em này. Đây là mặt nạ bơi full face, một mặt nạ, một ống thở và bịt tai dành cho những ai muốn tập bơi hoặc những ai sắp đi biển mà muốn ngắm san hô thì đây nhá. Chỉ cần đeo vào mặt là có thể bơi tự do mà không sợ bị nước vào mặt. Có cái mặt nạ là hai anh em đi luôn. Trời nắng thật mọi người ạ. Và có lẽ Thái Bình, cái huyện Hưng Hà nhà mình nghèo nhất, đúng như lời đồn luôn các bạn ạ. Bể bơi thì xa nhà, đến bể bơi thì mình phát hiện ra nước bể xanh rì một màu rêu, đẹp thực sự. Đúng là gần gũi với thiên nhiên có khác, nhưng vì muốn tập bơi nên đành chịu khó một tí vậy. Các vị trí tiếp xúc với mặt được bo sát nên xuống nước, nước sẽ không thể lọt vào được. Hít thở thì khá là thoải mái. Phần mặt nạ thì luôn được đẩy nổi như một chiếc phao nên khi bơi khá là dễ dàng, còn có thể quan sát được ở dưới nước xem như thế nào. Em trai mình đeo cái mặt nạ là cũng biết bơi luôn này. Giỏi thật đấy. Bình thường thì mình bơi được ngắn lắm, nhưng đeo cái mặt nạ thì mình bơi được xa hơn và dễ dàng hơn. Thực sự là bạn nào đang muốn tập bơi thì sắm ngay em này đi nhá. Tổng kết sản phẩm 9/10 nhá. Những cái bể bơi này hơi đáng sợ mọi người ạ. Anh ấy ôm chụp đi. Đang đi. Chú là cắm đầu điện thoại. Cầm tay điện thoại đi. Ui giời ơi. Đi. Ôi giời ơi. Em mượn điện thoại của mẹ đây. Dạ thế à? Sao mày không nói sớm? Mình không hiểu sao là từ lúc nhuộm tóc hồng mẹ cứ khó chịu với mình làm sao ấy. Không may là vỡ cái điện thoại của mẹ có tí thôi mà phải đổi cho mẹ cái điện thoại khác đây này. Đây là M12 Pro mà mình mới sắm ở trên Tiki đấy. Nói chung mấy đồ chính hãng thì mình thường sắm ở trên đó cho an tâm. Mua xong thì còn được hoàn một đống điểm thưởng nhờ chương trình Set. Điểm thưởng này còn có thể đổi ra cao bông giá trị lên tới 10 triệu cơ. Mà ngày nào mình cũng có thể đổi được cơ đấy. Không cần phải đợi đến ngày sale mới đổi được nhá. Hoặc là mình có thể trao đổi thành Tiki Su để áp vào đơn hàng tiếp theo. Đây này, điện thoại của mẹ đây. Không phải cái đấy mẹ ơi, cái nhỏ cơ. Mẹ dùng lại cái cũ của con là được rồi đúng không? Căn phòng toàn những điều bất ổn. Lại là căn phòng của em trai mình. Đấy, hôm nào chơi game xong là cũng bừa bãi như này đây. Nó có bao giờ dọn đâu, toàn mẹ mình dọn thôi. Quần áo thì vứt lung tung như này. Ôi hôi thế. Đấy, quần áo chăn đệm như thế này thì chẳng hôi à. Đi phòng bừa bộn này mà có người yêu được à? Tao không có nhưng mà người tao thơm. Mà mẹ muốn quần áo của nó thơm ấy thì mẹ dùng cái này này. Đây là dễ thơm quần áo của Combi Home. Mùi hương thì rất là thiên nhiên, có rất nhiều mùi thơm của các loài hoa. Tha hồ mà bạn được chọn nhé. Mỗi hộp sẽ có cả trăm tờ dễ thơm như này. Chỉ cần đặt dễ thơm vào quần áo là loại bỏ ngay mùi ẩm mốc. Có khả năng làm mềm vải khi sấy khô, giúp quần áo được thơm như ở tiệm luôn. Nhưng mà để tránh lãng phí, một tip nhỏ cho những bạn đỗ nghèo khỉ như mình là cắt nhỏ dễ thơm ra như thế này. Bé như này thôi là quá thơm để dùng rồi. Bạn có thể để trong tủ quần áo, kệ tủ, tủ dây dép, cốp xe. Không gian thì sẽ cực kỳ thơm mỗi khi bạn mở tủ ra đấy. Nói chung là giá rẻ, tiện dụng, thơm như thế này thì xứng đáng 9,5 điểm nhá. Lần cuối bạn hay bạn chải đánh răng là khi nào? Không nhớ đúng không? Mỗi chiếc bàn chải đánh răng có thể chứa đến hơn 100 triệu con vi khuẩn. Bục phép, làm gì mà nhiều vi khuẩn thế? Cái bàn chải nhỏ thế này mà đáng sợ thế á. Thảo nào nhiều người chăm đánh răng như thế mà vẫn viêm lợi như thường, chắc là do vi khuẩn rồi. Mà thay cái bàn chải mới đánh răng 1-2 lần thì lại có vi khuẩn, thì thay với cả không thay như nhau à? À mà đúng rồi, thế mà mình không nghĩ ra mọi người ạ. Đây là cái kệ treo bàn chải kết hợp với bộ nhả kem đánh răng mà mình mua đợt trước. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ dùng thêm cái này. Đây là dán treo UV Hachiko, vừa là bộ nhả kem đánh răng nhưng có tia UV để khử vi khuẩn ở đầu bàn chải. Mình sẽ treo nó ở đây, nó có đèn báo chuyển động và tấm tích điện năng lượng mặt trời. Nếu mà khi có người nó sẽ tự động ngắt tia UV, và khi không có người nó sẽ tự động phát tia UV để khử khuẩn đầu bàn chải trong vòng 4 phút.
rồi cũng tự ngắt theo để tiết kiệm pin. Thực sự là cái kệ này quá thông minh, sạch sẽ mà lại còn tiết kiệm điện. Nếu sau 10 ngày hết pin, bạn chỉ cần nhấc ra đem đi sạc là được. Sản phẩm vừa rẻ lại tiện dụng thế này, nhưng mà nó không có màu hồng, trừ 2 điểm. Tôi quyết sản phẩm 9 điểm nhá.